Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả khán giả. Em tên là Xuân Trinh, em năm nay 23 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Và hiện tại em đang là tiếp tân kim hành chính văn phòng cho một công ty thức ăn chăn nuôi. Bạn nam? Bạn nam. Dạ, em tên là Trần Hoàng Thiện, em sinh ra lớn lên tại Đắk Lắk. Hiện tại em đang học tập và làm việc tại quận 7. Năm nay em 25 tuổi. Thôi để mình hỏi bạn nữ trước đi. Em có thể giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình trước. Dạ, em giới thiệu ưu điểm của em trước là hiền, dễ thương, ngoan, lễ phép. Và nhược điểm thì khá là nhiều. Em khó ăn lắm, rồi dễ khóc lắm. Khóc từ sáng đến chiều cũng được. Chuyện gì mà phải khóc từ sáng đến chiều? Giống như là em coi phim đi, em thấy cảm động, xong cái em ngồi em khóc, khóc mà khóc tức tưởi luôn. Rồi 3-4 tháng sau mà em nghĩ lại cái bộ phim đó mà đúng vào cảm khóc xúc nữa. Em tiếc. Chị không tin là tại sao em phải cần nhờ đến chương trình. Tại em học ngoại ngữ nên là bạn nam thì ít lắm, toàn là nữ không à. Rồi em cũng khó tính một chút. Với lại em có một đứa em trai là mới 4 tuổi thôi. Đi đâu cũng kè kè thôi em hết. Rồi em ở nhà là em chăm ăn uống ngủ nghỉ hết. Nên là nhiều khi người ta nhìn vô ta tưởng em có con rồi. Ồ, 20 mấy tuổi, 23 tuổi mà em trai mới 4 tuổi à? Dạ. Hay quá ha. Đó là lý do bạn ấy ế. Còn bạn lý do nào mà ế? Xung quanh cái môi trường của em làm việc học thì cũng nhiều bạn nữ rất là dễ thương, nhưng mà cảm giác yêu là không có. Không có luôn cảm giác. Vậy thì bạn cần tìm cái người nào để đúng cảm giác như bạn? Cái mối tình đơn phương của em á đến rất là bất ngờ. Tức là em học trên trường và em thấy bạn đó là lạ, tự nhiên cái mình nhớ người đó hoài á. Vậy thì bạn có một cái tiêu chuẩn nào chứ, không lẽ mình thấy là lạ là mình thương? Dạ, tiêu chuẩn của em thì người bạn nữ vui tính, hòa đồng, nói chung là tiểu thư mà không tiểu thư. Em nói rõ chi tiết một xíu đi, em bên đây hoang mang quá. Dạ, có những bạn nữ thì xuất thân gia đình cũng có giáo dục gia giáo, có điều kiện đó, nhưng mà ra đường người ta rất là sống hòa đồng, rất là gần gũi với bạn bè, em thích những người bạn nữ đó. Tôi hiểu rồi, tức là tiểu thư mà không tiểu thư. Thế bạn nữ mình có mối tình nào chưa? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi. Một mối tình thì hồi năm lớp 9 lận, còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Thì ảnh hơn em là tới 10 tuổi lận. Nên là cái quan điểm nhiều khi nó cũng hơi bất đồng với nhau á. Giờ 2 tuổi là vừa không? Dạ được. Nhưng bây giờ đối với mối tình này em muốn là bao giờ mới cưới được? Dạ thì em cũng chia sẻ với bạn nam luôn á, là bây giờ em đang đi làm nhưng mà em cũng có ý định là sẽ đi du học. Thì không biết là bạn nam thấy làm sao? Căng rồi nha. Căng à. Dạ, người bạn nữ có chí cầu tiến thì em cũng rất là ủng hộ. Nhưng mà còn phải xem thử người ta đi về đi bao lâu rồi về. Chứ em sợ là người ta ra ngoài đó rồi cái suy nghĩ người ta thay đổi á. Đúng rồi, ta nói xa mặt cách lòng đó. Dạ, cái này em chỉ mới là dự tính thôi chứ em cũng chưa có chắc là sẽ đi hay không. Được rồi, nếu mà về anh xem lại anh đi theo em được thì đi luôn. Ủa? Trời ơi, vụ này vui à. Anh này tôi chịu à. Rất là dễ thương. Dạ, em chờ chị. Đi du học luôn. Có thể mình không cần thiết phải ra ngoài để đi học. Có thể đi làm hoặc là đi du lịch hay cái thứ gì đúng đó. Đúng rồi, có nhiều việc mà. Cô này cô nói vậy thôi, hiểu không? Chứ thật ra nhiều khi kéo màn lên là bỏ ý định du học. Đó, ăn thua là cái năng lực của em thuyết phục làm sao anh cái tình là yêu. Kéo màn lên bỏ đi du học đó. Có nóng tính không? Dạ có. Có ghen không? Xưa thì em có ghen, mà đã lâu lắm rồi chưa có bạn gái nên không biết mình có. Bây giờ thí dụ như mà tình cờ đang chạy trên đường thấy bóng dáng một anh nào đó chở một cô mà y chang cô bạn gái của mình, lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Lúc đó em trước tiên em sẽ xem cái người bạn trai là ai đã. Rượt theo, dí theo. Nếu mà mình thấy bình thường quá thì thôi kệ, đi đâu đi. Đó là nghĩ thôi, chứ còn khúc đó là chạy vô dí ép xe tấp vô lề. Làm dữ vậy? Thôi tôi biết mà. Người ta cứ bình tĩnh chạy theo, xong đi đi ngang á, chào em khỏe không? Rồi thôi đi về. Như vậy nó hay hơn. Rồi từ từ tính. Bạn nữ có sợ bạn nam mà ghen như vậy bạn có chấp nhận không? Dạ ghen nhưng mà có mức độ thôi, tại vì em cũng hay ghen. Em cũng ghen? Dạ. Em ghen sao? Ví dụ như là bạn trai mà đi chơi với em mà có tin nhắn hay là điện thoại đến mà không bắt máy hay là không nhắn tin mà dấu dấu giếm giếm là em nghi ngay gì? Mà nghi là em làm gì? Em hỏi, em kêu cho em ta tin nhắn với. Người ta không cho. Giận. Cái vụ tin nhắn này căng nha, để tôi hỏi vụ tin nhắn này kìa. Nhưng mà chào em. Dạ. Cái điện thoại là một cái vật vô tri vô giác, mà đôi khi chính cái điện thoại đó nó làm tan rã nhiều mối tình. Vậy thì cái chuyện đây hết sức là nhạy cảm. Không, cái này là khi nào mà em thấy là nghi lắm á thì em mới đạp, chứ còn bình thường em sẽ không được mở điện thoại của bạn trai em. Ừ, không, dễ thương. Anh bên kia cũng dễ thương lắm. Dạ. Hả? Dễ thương lắm. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có 3 bạn. Ồ, 3 bạn. Ơi, chào ba em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh với lại tất cả quý vị khán giả ở đây. Thấy
cậu bên bển như thế nào? Dạ, em thấy anh này nhìn cũng điển trai, nhìn mặt hiền, nói chuyện cũng vui vẻ nhưng mà hơi nhát một tí xíu, nhưng mà không sao. Trời, chưa chắc nhát đâu, nhiều khi hồi đó coi mở màn lên là coi ào luôn. Bạn trai, bạn có đi với ai không? Dạ có cô em gái ruột của em, chị và những người bạn của em ở dưới. Dạ chào cô. Dạ xin chào Quyền Linh. Dạ. Cát Tường. Dạ. Thì theo tôi á, tôi nhận xét á, nhìn cô gái này cũng đẹp, cái đẹp là cái trời cho, còn cái duyên dáng mình tự tạo. Nhưng mà duyên dáng cô này cũng có cái tự tạo đó, nhưng còn cái việc mà đi đến hay không á thì không cái gì quý hơn độc lập tự chọn. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn người thân của hai họ đó. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai trẻ gặp nhau nào. Mời các bạn. Anh chào em. Dạ. Anh có quà tặng em. Dạ rồi em cảm ơn. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào khi mà bức màn kéo lên? Đầu tiên khi thấy em thì em rất là dễ thương. Anh hỏi muốn hỏi em câu đơn giản, em thấy anh có đen không? Dạ không đen lắm. Mà anh thấy em bình thường hay là lạ? Em thì hơi là lạ. Gần được lạ rồi đó. Lạ là lạ làm sao anh? Lạ là hiếm thấy đó. Anh thấy về vấn đề du học của em thì sao anh? Chắc mình phải bàn lại đó. Nếu nói bây giờ mà sau này mình làm không đúng như vậy thì nó kỳ lắm. Dạ. Bạn trai làm gì nữa không? Đàn sáo, ca hát, nhảy này kia. Rồi ca đi, giờ đứng lên ca một bài cho nó giờ tỉnh ca. Lên 2, 3, bắt đầu. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Vì những lúc thoáng ngã em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Này người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thiết tha, cho tình đắm say. Cuộc tình ở dài lâu, ngủ say, vòng tay em ai. Dạ thôi. Trời ơi. Tôi tưởng thôi qua. Đang nhìn hát cũng như quay qua hát sau lưng người ta là vậy sao? Vậy là sao? Thí dụ như là vòng tay em ái rồi hay là gì, tôi chờ đợi. Tôi né qua một bên rồi, không làm được gì hết trơn. Dạ, trong kịch bản ở nhà thì em làm nhiều thứ lắm mà. Làm gì đâu, kịch bản sao, nói thử nghe kịch bản là. Mấy nay em nhà em ráng nâng tạ. Để mà tí hát em nâng bạn lên. Nâng bạn lên quay vài vòng cho nó hợp với cái bài hát đó. Giống như làm trường đúng không? Dạ. Thôi. Ấm được dễ thương mà. Quá dễ thương. Hồi nãy rung quá đúng rồi. Cảm nhận của em sao về giọng hát của ảnh? Dạ hay nhiều tài liệu quá. Cái này em mà quen chứ em giữ hơi bị mệt. Ta không tin em kìa, ta sợ giữ mệt kìa. Cái mối tình đầu của anh là rất là lâu rồi. Tới bây giờ thì cách cũng phải hơn 4 năm rồi. Thì rất là khó để mà mình tìm được người bạn gái. Bởi vậy cho nên khi mà anh tìm được rồi, anh sẽ không có dễ mà buông lơi hoặc là mình đi tìm cái mối tình khác. Cho nên thì nếu mà sau này mình có tiến xa thì em cứ yên tâm. Sau này có chuyện gì á thì lỗi lầm anh sẽ nhường cho em chứ không phải là của anh. Ủa gì vậy? Là gì? Là sao? Có câu gì vậy? Có lộn không? Lỗi lầm em sẽ nhường cho em. Hả? Có chuyện nói lộn á. Là sao? Là sao? Lộn rồi ông ơi. Ý em câu hồi nãy em nói á, tức là khi nào mà ví dụ như sau này mình không đến được với nhau á thì cái câu mà nói lời ra đi á sẽ nhường lại cho bạn gái nói trước. Cái của em là vậy. Cái câu của em muốn thuyết phục bạn gái em phải nói vậy nè. Nếu hai đứa mình mà có đi xa hơn nữa thì sau này anh chắc chắn với em, nếu chúng ta có chia tay thì cái người gây ra lỗi là em chứ anh là không bao giờ. Nói như vậy thì là mới từ người ta mới tự tin. Dạ cảm ơn chị. Anh không bao giờ gây ra lỗi đúng không? Chỉ có em là người gây nói ra lỗi. Nói vậy nghe cho được chứ lỗi lầm em cái gì. Không cảm ơn. Nói vậy thôi. Bên này trai hơi bị bối rối chút xíu. Đông đông thằng nữ mình trấn áp vậy thôi. Chứ em nhìn đi, đó trên cái miệng cái mục ruồi ngay đó kìa. Rồi cái tướng tá mà mấy người đẹp trai gọi là đông doanh á, nghĩa là hay. Rồi điệu lắm rồi. Xem cái mục ruồi này. Bên đây có mục ruồi, bên kia cũng có mục ruồi vậy. Mục ruồi duyên em. Bên đây cũng dễ thương bộ. Ghê gớm theo dữ cũng mệt mỏi lắm đó. Nhưng mà anh nói em nghe nha. Theo anh đoán á, là bên kia có thể là kèo trên đó nha. Kèo trên. Sắc sảo lắm đó. Cái này thì em không có lo. Sao vợ mà nắm hết được không? Nắm gì vậy? Nắm hết. Nắm đầu á. Nắm quyền lực trong gia đình đó hả chị? Nắm cái gì? Ông nghĩ nắm cái gì?
Dạ cái đó thì chắc chắn là sau này mình sẽ nam nữ thì nó cân bằng thôi, chứ không có, anh không có dám nói là anh gia trưởng cho gia đình, nhưng mà anh nghĩ là anh cũng không có đến nỗi mà để em phải gánh vác gia đình hay gì đó. À vậy đó thôi, nói hồi nói bậy rồi. Bây giờ đó rất là dễ chút thương, bối rối không hề nhẹ. Nào để tay lên suy nghĩ thật kỹ nha, hồi nãy giờ là những giây phút có cười có lắng động với đàn trai là hơi bối rối vì suy nghĩ đấy của ấy và sự sắc sảo của ấy. Chúng ta suy nghĩ và chờ đợi trong vòng 3 tiếng đêm. 1 2 3. Hết thời gian. Đẹp, rất đẹp. Đẹp đôi quá. Làm gì đứng nghiêm vậy? Nắm tay bạn gái. À, cho anh xin phép nắm tay em. Dạ. Nhảy ra thì cũng xin hôn quá nhưng mà thấy ngại quá. Gì đâu ngại. Gì đâu ngại. Dạ, thôi nắm tay được rồi anh. Nắm tay rồi, tí vẹo. Vậy là có kịch bản ở nhà hết rồi. Kịch bản có một cái kết rất là có hậu. Chúc hai bạn hạnh phúc. Và đây là chiếc vé để xem phim để các bạn có thể nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em xin cảm ơn anh và chương trình, anh chị. Nắm tay bạn gái, dắt đi xem phim. Dạ. Hồi ước hết lên. Thay mặt đàn trai, cảm ơn đàn gái rất nhiều. Đàn trai chúng tôi đã làm hết sức mình. Được. Nói chung là nhan sắc là hai người đều chịu nhau. Ngay cô này cổ chỉ ngại anh này đẹp quá là lăng nhăng, còn cô đi theo cô giữ mệt. Cô này cũng rất sắc sảo, đúng rồi, thông minh. Hy vọng rằng họ sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết à? Em thích người ta mà em không dám nói. Em cũng lẻ bóng lâu năm, em nghĩ là em nấu được có mình em ăn thôi. Em cũng có thể nấu ăn được cho nên em và bạn có thể cùng nhau nấu ăn. Dạ, em muốn tìm một bạn nữ, nói chung bạn vui vẻ. Có luôn, có hết luôn. Cũng có suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Có đó, bạn có luôn. Thấy là có năng lượng rồi. Mừng quá anh. Mừng quá. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, ngồi đi cưng. Dạ. Mà nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chú Hồ, chú Quyền Linh, chào cô Hồng Dân và các bạn khán giả. Em tên là Phan Xuân Hiền, năm nay em 26 tuổi. Em là giáo viên tiếng Anh. Ồ, vậy hả? Dạ. Dạ, em dạy ở dưới Long An, trường Trung học Phổ thông Năng Khiếu Tân Tạo. Ồ, có nghĩa là mình ở dưới Long An rồi, còn nhà mình ở đâu? Dạ, ở dưới Long An luôn. Ở dưới Long An luôn? Dạ. Còn em trai? Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào quý vị khán giả và gia đình hai bên. Em tên là Nguyễn Hữu Học, em 27 tuổi và em đến từ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Em là đồng hương của anh Quyền Linh à. À, rồi. Em làm gì học? Dạ, em đang làm bên bộ phận sản xuất của một công ty may mặc ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ạ. Cụ thể là em làm gì? Kỹ thuật hay là dạ, kinh doanh hay là ở bộ phận bên thành phẩm thành hình của sản xuất về vali. À, về vali rồi. Dạ. Vậy một người ở Đức Huệ, một người ở Mỹ Tho thì đi cái vị địa lý nó khoảng 50 cây số, 60 cây số gì đó. Ủa xa dạ. Vậy á hả? Ừ. Cũng không xa lắm đâu anh, nếu mà vì nhau thì khoảng cách không hề vấn đề ạ. À, đúng rồi, tình yêu nó có khoảng cách. Vậy là em sẽ chủ động trong cái khoảng dạ, cách đó đúng không? Dạ, dạ em sẽ chủ động. Em nói chị Vân biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi học. Em mọi người xác định là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Là em rất là thân thiện với mọi người, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Mà nhược điểm thì em hơi ít nói một tí. Rồi em hay quên chị. Vậy hả? Dạ. Có nhiều hôm lâu lâu em xem điện thoại á, em lướt Face rồi em đọc tin tức xong rồi cái em ngủ quên luôn. Cái khoảng nửa đêm cái em giật mình dậy và em đi quýnh răng rồi và em ngủ tiếp. Rồi em, còn em thì sao? Điểm mạnh của mình, điểm yếu mình là gì nè? À, dạ, điểm mạnh, điểm yếu thì em xin kể câu chuyện vui vậy. Là hồi xưa lúc em còn học đại học á, thì tụi em ở em ký xá thì em có nấu ăn cho các bạn trong nhóm ăn. Thì mấy bạn ăn rất là ngon, mấy bạn thưởng thức rất là vui vẻ. Nhưng mà tới hôm sau thì có một bạn nhập viện bởi vì bạn đó bị truyền nước. Nên sao vậy? Dạ em không biết, tất cả mọi người ăn rất là thoải mái rồi, bạn đó bị bệnh đau dạ dày hay sao á. Nên thành ra từ đó về sau là bạn bè em không cho em nấu ăn nữa, em chỉ rửa chén thôi. Vậy á hả? Dạ.
Trời. Tự nhiên một mình bạn đó không có lý do bị đau bao tử mà em bị lãnh hậu quả là không được nấu ăn luôn. Dạ thì em nghĩ là em nấu được, có mình em ăn thôi. Rồi mình em ăn thôi. Dạ. Như vậy có nghĩa là theo em cái đó là giờ là thành điểm mạnh hay điểm yếu của mình? Dạ, cái điểm mạnh đó là em rất tự tin với tài nấu ăn của mình. Ừ. Mặc dù là em chỉ mình em ăn được thôi. Còn điểm yếu là có thể là nó không hợp khẩu vị với người khác. Ừ. Nên em... Tức là cái điểm mạnh, điểm yếu của em chung quy lại vụ nấu ăn thôi. Dạ. Ta không có yếu, không có mạnh gì hết. Có vụ nấu ăn không biết ngon hay dở mà không cho ăn, không ai cho nấu hết. Dạ, cái này không thành vấn đề đâu chị. Nếu mà nấu ăn thì em nghĩ là em cũng có thể nấu ăn được. Cho nên em và bạn có thể cùng nhau nấu ăn. Ừ. Bây giờ có bồ mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết ạ. Dạ, em có làm thích người ta mà em không dám nói. Nên chỉ là đơn phương thôi chị. Gì hả? Rồi sau này thì em có tìm hiểu một bạn. Nhưng mà bạn nữ thì hơi khó tính một tí, nó không có phù hợp á. Cho nên em mới dừng lại, không có tìm hiểu nữa. Mà tìm hiểu trong bao lâu? Dạ, được khoảng hơn 2 tháng ạ. Hơn 2 tháng đeo đuổi mà thấy khó tính quá, thôi dừng lại cho rồi. Đúng dạ. Không? Ừ. Gọi là tinh khôi đó, em là tinh khôi đến với chương trình. Dạ. Để chị hỏi bên đây coi nha. Dạ dạ. Sao nè? Dạ em cũng lẻ bóng lâu năm. Lẻ luôn tới giờ. Dạ. Lẻ bóng quanh năm luôn. Hết luôn. Ừ, đúng không? Đó đây nè. Nè. Cái mặt đẹp như vậy, có duyên như vậy. Dạ, hiểu lẻ bóng không coi tin nổi dạ, không? Dạ, cảm ơn. Cái nét này là nét của cô Phương Hồng Quế á. Dạ. Xinh mà. Hay làm theo không chịu. Ê, dạ ở nhà có làm mai một anh mà tuổi không hợp nên thành ra là không có tiến tới được. Rồi, bây giờ lẻ bóng luôn. Bây giờ muốn một cái người hợp lý của con như thế nào? Dạ cao khoảng 1m7 đến khoảng 1m75. Ừ. Tại con cũng cao 1m65, 64. Ừ. Rồi dạ rồi bạn đừng có mập quá. Hồi xưa là con bị béo phì, sau đó mới tập thể dục nó mới cải thiện được vóc dáng như bây giờ nên con ngán mỡ lắm rồi. Nói chuyện chạnh lòng đấy. Thấy ông Mai ông cười sung sướng không? Ông đó là bởi mình phải kính kẻ, mình đừng có để cho chúng thắng lợi, hiểu dạ. Không đây đừng bao giờ nhắc chữ mập với chữ mỡ. Tại vì nữa nè, về nè nè. Dạ. Tóc tai sao nè? Dạ tóc thì bình thường thôi, nói chung là đừng có dài quá là được, đừng có để tóc... kiểu lãng tử phồng phồng phồng. Ít hay nhiều nè? Dạ tóc thì đừng hói quá đó. Dạ. Né chữ hói luôn đi. Bên đó người ta cũng kỵ chữ hói dữ lắm á. Nhà trai mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm bên nhà gái vậy? Dạ em nghĩ là chắc khoảng 70% anh. 70% đúng không? Dạ. Cũng được rồi. Rồi bây giờ mình muốn tìm người yêu thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn nữ có tóc dài. Có. Cũng xinh. Ừ. Dễ gần. Có. Bạn nói chung bạn vui vẻ. Có luôn. Các bạn lúc nào cũng có suy nghĩ tích cực, truyền nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống anh. Có đó, bạn này thấy là có năng lượng rồi. Dạ. Đúng luôn đó. Mừng quá anh. Mừng quá. Dạ. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ và với chị họ. Rồi chào mẹ của Học, chào cả nhà. Chào cô. Giờ mình có ý kiến coi dâu tương lai thế nào. Tôi xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ chào chị. Dạ tôi là mẹ của Hữu Học. Hôm nay đến đây thì tôi thấy cháu gái này cũng xinh. Nhưng mà giờ mẹ nói là mẹ trông cho hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, để cho mình sớm trở về một mái ấm gia đình. Dạ. Rồi cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn, bạn thân. Ừ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, anh Học và khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì con tên là Trang, là bạn chung đại học với Hiền. Nhưng mà con không có nằm trong cái nhóm nấu ăn. Trong nhóm nấu ăn đúng không? Dạ. Thì con thấy là những cái tiêu chí mà anh Học này kể ra thì con nghĩ là Hiền chắc phải 90-100% luôn. Y chang những gì anh nói. Mà anh cho em hỏi là anh có hay đi du lịch không anh? Thì có thời gian thành đó mình cứ đi du lịch thôi. À dạ, tại vì nhóm em cũng hay tổ chức đi du lịch chung á. Thì hy vọng là anh và Hiền sẽ cho nhau cơ hội để bấm nút tìm hiểu nhau. Và trong những chuyến đi du lịch tiếp theo của nhóm á thì sẽ có anh làm tài xế riêng cho Hiền. Tại vì tụi em cũng không trông cái điều này lâu lắm rồi anh. Chở hoài cũng mệt đúng không? Đúng rồi, bạn này cứ phải chở hoài. Trời ơi, rồi yên tâm. Nay có Học chở rồi ha. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Dạ. Anh từ đây đã thích em rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Em nhà ở đâu đây? Cứ tới cứ lui trong tim anh chẳng nhớ đường về. Cứ khiến cho anh giờ đây phải ngắm rồi nhìn vì thích em rồi. Anh có món quà tặng em, mong em sẽ luôn tụng nhiều niềm vui với những món quà này. Dạ em cảm ơn. Có
tấn công liền vậy đó hả? Trời ơi con nó hợp ghê không? Bố biết người ta mặc đồ này hay sao mua con heo hả? Dạ chắc có thần giờ cách cảm quá chị. Thiệt luôn á nè coi nè. Nhưng mà em tặng đi. Dạ em có quyển sách tặng anh. Cái quyển sách này tên là Bí mật của may mắn, đố anh chứ bí mật của may mắn là gì? May mắn có bí mật gì? À may mắn là bí mật của nó là anh nghĩ là nó giờ chính thần bản thân mình, giờ chính thần bản thân mình. Oh, high five. Anh cảm ơn em nha. Dạ. Thôi cũng được hợp vậy, còn này nữa. À cái này một bản danh sách để em chuẩn bị riêng. Để một lát nữa mình sẽ trao đổi cùng nhau. Dạ. Bắt đầu đi, hai em cảm nhận về nhau thế nào? Anh có thấy em là mẫu hình lý tưởng của anh không? Đúng là em là mẫu hình lý tưởng anh đang tìm. Dạ. Đúng rồi, anh thích một cô gái tóc dài. Vui vẻ, thân thiện, có nụ cười tươi như em vậy đó. Dạ, em cảm ơn. Em thì thấy anh cũng được khoảng 70% cái mẫu hình lý tưởng mà em đưa ra. Hôm nay đến đây anh có chuẩn bị một bản gọi là danh sách các câu hỏi thôi. Để mình thông qua các câu hỏi này mình có thể hiểu nhau hơn em. Dạ, thì anh mời em tham gia cùng anh nha. Dạ. Câu hỏi đầu tiên là em có thích đi ăn uống, cà phê tâm sự cùng bạn bè không? Dạ em có thích đi cà phê, em thích đi ăn uống nhưng mà em không thích cà phê, em thích trà sữa. Không trà sữa thì ngọt ngào em, ngọt ngào như em vậy. Anh cũng thích nữa. Dạ. Cái này thì hợp nhau rồi đó. Dạ. Đánh dấu vào. Thôi. Câu thứ hai, em ơi có thích làm các công việc nhà không? Làm công việc nhà thì em giỏi nhất là rửa chén. Còn các công việc khác thì sao em? Em cũng biết quét nhà, em cũng biết làm công việc nhà. Không sao, cái này anh cũng làm được. Cái gì mình nếu mà mình về chung một nhà thì mình sẽ cùng nhau làm cái công việc nhà. Dạ dạ. Rồi lít vô. Dạ, nhấn vô. Em là mọi người hướng nội hay là hướng ngoại? Dạ em hướng ngoại. Cũng tương đối phù hợp đó. Tại vì anh thích một cô gái cũng có một chút gì đó của truyền thống nhưng mà cũng đôi lúc cũng phải hiện đại chứ. Dạ. Mình làm mới mình lên. Dạ. Trong cuộc sống hay công việc á, có những khi nóng giận không được kiềm chế được thì em sẽ làm gì? Dạ em đi ngủ. Thì ngủ vậy là ngủ phải không? Ngủ dậy thì đi ăn và uống trà sữa. À dạ, trà sữa thích... là đam mê em ha. Dạ trà sữa hương chi. Thích vô chi luôn hả? Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân chưa? À dạ có. Anh cũng sẵn sàng rồi, anh đợi lâu lắm rồi. Thích vô. Em nếu mà mình kết hôn thì em có quản lý tài chính không? Dạ cũng có thích quản lý tài chính nhưng mà em nghĩ là cái quan điểm đó là cái việc quản lý tài chính thì hai vợ chồng cùng nên làm, không để một người phụ nữ làm hết được. Đúng rồi, anh cũng đồng ý nữa. Dạ. Mình có thể cùng nhau. Em ơi, em có yêu động vật không? Dạ có. Em thích con cat, con mèo á. À con mèo. Với lại con chó. Anh cũng thích hai con đó nữa, nhà anh nuôi rất nhiều chó. Dạ. Em ơi, nếu mà mình kết hôn rồi em thích là bé trai hay bé gái? Có thích nhiều bé không? À cái này em có nghĩ tới là em thích sinh đôi. Sinh đôi lận hả? Dạ, từ nhỏ tới lớn em cứ thích là sinh được một cặp sinh đôi vậy đó. À, hay cho trai gái cũng được, người thích sẽ gọi sinh đôi. Sinh đôi là có hai bé, ví dụ mình mua đồ gì mình cũng mua đồ đôi này kia nó hợp. Dạ dạ. Dễ thương ha, hai đứa giống nhau ha. Anh dạ. Cũng thích nữa. Thích vô. Dạ. Thích vô. Rồi hết. Hôm nãy giờ qua các bạn này thấy mấy cái câu hỏi này là mình khá là hợp nhau đó. Ừ. Có nhiều sở thích cũng giống nhau nữa. Thì anh cũng hy vọng mình thành công ha anh. Đúng phải thành công em. Có ký vô đây không? Ký tên thì được gì nè? Ký tên tạo thì có như là nếu là đảm bảo mình sẽ sao này mình sẽ hợp với nhau nhiều hơn. Chốt đơn hả? Chốt đơn đó. Ừ, ký đi, đem qua ký đi. Chốt đơn bấm nút á. Trời, chuẩn bị ký tên đi. Ký tên bên trái đi, anh sẽ ký bên phải nha. Dạ rồi. Kinh quá à, hai đứa dạ. Này nếu mà thực sự mà hợp với nhau đến với nhau á là giữ cái bản này nè. Cho đến khi nào mà con nó lớn lên đó, đó. Hồi đó ba mẹ đó. Đến với nhau như vậy. Hả? Dạ. Gì? Em soạn nội dung tại vì em muốn tất cả mọi thứ phải là hoàn hảo chỉnh chu anh. Nên em chuẩn bị trước thôi. Nguyên kịch bản gì luôn hả? Em thức hai đêm để em sợ xem lại gần 500 số của bạn muốn hẹn hò đó anh. Để em xem lại. Và em muốn mọi thứ của mình phải là hỏi chỉnh chu nhất, hoàn thiện nhất đó anh. Đây là chỉnh chu nhất rồi đó hả? Dạ. Còn kịch bản này là gì? À em chuẩn bị cái nội dung thôi anh. Bước ra sẽ cúi đầu chào khán giả. Nắm tay trái co lại trước ngực. Sau khi anh chị MC mời giới thiệu, em sẽ nói lời nói đầu tiên, cho phép em gửi đến lời chúc sức khỏe. Trời, nhiều lắm anh. Kịch bản luôn gì đó hả? Em tên, em sẽ nói rằng em tên là Nguyễn Hữu Học, em 26 tuổi. Trời, này cũng viết vô luôn vậy, kỹ dễ sợ luôn. Đúng là nguyên kịch bản dài luôn ơi. Dạ, sáu càng lượng anh. Khi mới mở rào ra em sẽ tiến tới hát. Em nhà ở đâu thế? Đừng anh lỡ. Hổng làm ý như kịch bản luôn vậy đó. Rồi bây giờ Học tiến tới nắm tay cô gái, nói cái gì đó thật là ngọt ngào, êm dịu coi. Nắm hai tay cô gái. Nắm tay em nha. Dạ. Tay khá ấm và mềm. Dạ. Thì anh có chuẩn bị một bài hát. Ban đầu anh cũng chưa có biết là quê em ở đâu. Dạ. Nên bài hát này là bài anh thích. Dạ. Mặc dù hát không hay nhưng sẽ hát tặng em và tặng quý vị khán giả, tặng anh Quyền Linh và chị Hồng Vân nữa. Rồi.
Dạ em xin hát bài Phải Làm Cô Gái Bến Tre. Dạ em qua Long An sửa lại nha. Bầu sang phà rạch miếu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu ở màu hương như áo cô dâu. Áo bầu đo cánh kiến, da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lộng qua. Dạ hay quá. Bạn gái hát tặng bằng tay đi. Dạ vì em thích nhạc tiếng Anh đó nên hát một đoạn ngắn. Đúng rồi, hát đi. Nắm tay hai người nhận nắm tay nhau. Dạ. Đừng có buông tay ra để cảm xúc lan tỏa thôi. Yeah. You are my sunshine, my only sunshine. You have been made, you make me happy, and sky will rage. You never know, dear, how much I love you. Please. Không, có câu đó thì em chịu. Don't take my sunshine away. Là gì em hiểu không trai? Dạ. Anh hiểu nói gì không? Dạ, em hiểu với anh. Hiểu sao, nói gì vậy? Cái bài hát đó bạn nói là anh là ánh nắng mặt trời của em. Thì có câu I love you. Là em thích anh vậy đó. Chứ là lời bài hát thôi anh, nhưng mà nghe nó cảm động. Rung động. Tim đập phình phình. Hạnh phúc quá anh. Được rồi. Em cứ thích là em bấm nha. Không chờ đợi gì cả. Mình bản lĩnh đàn ông cứ thích là bấm thôi. Còn quyền bấm nút hay không là do người. Thôi đừng nói nữa rồi xong hết rồi đó. Hai đứa mình bây giờ là như cái người mà vô hình rồi đó. Chính thức là hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ. Nắm tay nhau thế nào? Dạ. Nói chuyện với ba mẹ của bạn gái đi. Dạ. Hai bác đang coi truyền hình đó. Giờ con xin phép được làm tìm hiểu và làm quen với em Hiền. Con hứa sẽ quan tâm chăm sóc em, không để cho em Hiền phải buồn đâu ạ. Em sẽ bác cho con hôn em một lần. Chỉnh hôn nữa nha. Dạ dạ. Dạ. Người má được chứ ai hôn vô tóc, hôn má. Dạ, hôn nữa nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn chú Hồng Linh. Cảm ơn đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. Cảm ơn đến quý vị khán giả, cảm ơn ekip và ban biên tập sản xuất chương trình rất nhiều ạ. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn. Hạnh phúc quá, rồi hai đứa dắt nhau đi. Tìm đây, tìm đây, tìm đây. Em đi trước đi. Vô đây đăng ký hẹn hò ngay. Mối tình đầu tiên là quen cũng hơn 5 năm. 5 năm. Dạ, còn mối tình thứ hai gần nhất là gần 7 năm. Thôi ơi. Trời ơi. Vậy làm yêu mười mấy năm rồi đó. Còn cưng nè, cái chuyện tình cảm của mình sao rồi nè? Từ trước giờ là con chưa có mối tình nào hết hả? Thực ra là em không có gọi là quá ước mong hay là cái gì cao siêu hết đó. Chỉ cần là hai người mình hợp ý với nhau thôi. Với cô gái này, em nghe cái chuyện mà bạn vừa tâm sự thì em cảm nhận sao? Dạ, cũng đặc biệt quá. Biệt đó. Dạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cặp đôi thứ hai nha. Đúng rồi. Rồi. Rồi, mời nhà trai. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ mình giới thiệu nha, mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân và chào khán giả đã có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Thì em tên là Phan Đoàn Tấn Linh, năm nay em 36 tuổi và đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Linh làm công việc gì Tấn Linh?
Dạ, trước đây là em là nhân viên văn phòng. Dạ, hiện tại là em đang tìm việc mới. À, dạ. Quê Tấn Linh ở đâu? Dạ, em ở đây, nếu mà quê quán là Hóc Môn. Rồi mình giới thiệu đi cưng, bên nhà gái mình nè. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Quyền Linh và bạn nam bên cạnh. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Thị Bích Tuyền, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Thì mình bây giờ Tuyền nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của Tuyền đi. Điểm mạnh của em là em rất là chịu khó và siêng năng, sống hòa đồng, cũng có khi giúp đỡ mọi người con trong công việc. Dạ, điểm yếu của em thì rất là khá rụt rè và nhút nhát trong việc giao tiếp với mọi người. Em cũng ít đi chơi, giao du với mọi người. Hiền là tốt chứ sao nói là điểm nhược được. Dạ, thì nhiều khi mình hiền quá thì cũng có một số người sẽ có thể bắt nạt mình. Ăn hiếp mình đúng không? Rồi. Ăn hiếp. Rồi, giờ yên tâm, bữa nay có bạn trai đây sẽ giúp cho em đỡ người ăn hiếp nha. Rồi, Tấn Linh. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Tấn Linh là gì? Dạ, điểm mạnh là em có thể dễ giao tiếp với mọi người. Còn điểm yếu là hơi cũng giống như bạn Tuyền là hơi rụt rè một tí. Em có mấy mối tình rồi Tấn Linh? Dạ là hai. Mối tình đầu tiên là quen cũng hơn 5 năm. 5 năm. Dạ, còn mối tình thứ hai gần nhất là gần 7 năm. Trời ơi. Trời ơi. Vậy làm yêu mười mấy năm rồi đó. Lý do tại sao mình chia tay hả Tấn Linh? Cái mối tình đầu tiên là lúc đang làm, em làm ở một công ty game gần 9 năm. Thì cái khoảng thời gian mà em làm á, là có những cái buổi mà em phải OT đêm á, thì bạn kia không đồng ý đúng không? Dạ, mà đi tìm người mới trong khi mà quen em á. Rồi. Nên em biết rồi, cũng hai bên cũng chia tay. Là không có thời gian để chăm sóc mối tình đó. Mối tình thứ hai là do 7 năm. Dạ, 7 năm mới chia tay hồi đầu năm ngoái. Cái đó là do em. Hai đứa cũng dự tính là cũng đi xa lắm. Nhưng mà do nó em xa thiệt không? Dạ, đi xa quá nên dự tính nhiều quá nên em không đáp ứng được. Nên em chủ động chia tay luôn. Phụ nữ bây giờ là chào em. Dạ, em chào chị luôn. Không phải phụ nữ bây giờ mà một vài người thôi. Một vài người là họ có thể tính là có phải có nhà cửa riêng. Khi mà có con là phải có một cái khoản nào đó để mà chăm lo khi mà ví dụ con mình bệnh tật hay là gì đó. Em nghĩ điều đó cũng là chính đáng, hợp lý. Dạ, không vấn đề phải trách cả. Dạ, cái đó là do em. Có thể là do mình chưa chuẩn bị đủ. Bởi vì bao nhiêu người phụ nữ họ cũng muốn có con và có đầy đủ điều kiện cho con mình thôi. Không có trách điều đó. Con cưng nè, cái chuyện tình cảm của mình sao rồi nè? Từ trước giờ là con chưa không có tình nào hết hả? Con cứ lo đi làm rồi cứ biết làm đi làm thôi. Con cũng không phải theo đuổi hay con không có trang điểm nên rất là bình dân ạ. Con nghe. Không phải lý do bình dân mà người ta không yêu đâu con. Cứ xinh mà. Dạ, con ở ngoài con cũng ít nói chuyện, ít giao tiếp với mọi người á. Còn con cũng ít bạn nữa. Không phải trong cơ quan không ai để ý chứ hả? Cơ quan con thì ít nam lắm, mà nếu mà có nam thì cũng có gia đình rồi á. Không có mối quan hệ rộng á chú. Dạ. Với cô gái này em nghe cái chuyện mà bạn vừa tâm sự thì em cảm nhận sao? Dạ, cũng đặc biệt quá. Biệt đó. Dạ. Anh không nghĩ em làm trong game đâu. Rất là phong trần. Con người này có thể đóng phim được nè, có thể làm ca sĩ được nè, có thể là một diễn viên. Em có làm gì trong nghề thuật không? Dạ, lúc mà còn đi làm là có nhóm nhảy. Thấy chưa? Có nhìn nó biết liền. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, diễn tả coi đúng giống bên đây không? Dạ, thực ra là em không có gọi là quá giống ước mong hay là cái gì cao siêu hết đó. Chỉ cần là hai người mình hợp ý với nhau thôi. Dạ xin lỗi, cho hỏi bạn Tuyền được. Tại vì em có xăm mình. Rồi, xăm mình. Ok. Tuyền có sợ không Tuyền? Em biết những cái hình ảnh xăm người trên người mình. Có sợ không? Sợ đâu. Không, nếu vậy thì chắc em thôi, đối với em chắc không sao đâu cô. Anh chú là chú xăm nguyên con hổ, con hổ của sao nè. Rồi, em ước mơ cái người, cái bạn trai của mình sẽ như thế nào? Mẫu người mà em mong muốn á, là em muốn người đó, tất nhiên là cái gương mặt phải là dễ nhìn nè, thiện cảm và là một người chín chắn, không lăng nhăng, rồi biết quan tâm, chia sẻ, biết nấu ăn một chút. Không hút thuốc và không uống rượu. Chú thấy anh bên đây là quan tâm nè ha, chín chắn là có nè, cũng phong trần đẹp trai có nè, chỉ có điều lăng nhăng là chú không biết thôi. Giờ cho người ta trả lời đi, ai mượn trả lời giùm. Em thấy cưng có bao nhiêu phần trăm khi mà bạn này nói? Dạ, chắc là trên 50. Như vậy có nghĩa là em có hút thuốc không?
Dạ có uống thuốc. Có uống nhiều không? Dạ một gói 2 ngày. Có uống rượu không? Dạ không à, nhưng mà uống bia thì được. Giao tiếp với lại mọi người á, tại vì có thời gian là em cũng làm bên mảng bất động sản nên có đi gặp khách này nọ thì mình phải biết uống mới được. Có yêu thương, có chia sẻ, có quan tâm không? Có đó. Có thủy chung không? Chắc là có. Có à? Vậy là có mối tình 7 năm là chung thủy lắm đó nha. Hút thuốc mà 2 ngày một gói thì cũng cái đô cũng chưa phải là đô ấy, đô nhẹ thôi. Dạ. Mình có thể cải cách được. Dạ. Đó, để cho anh bỏ ha. Dạ. Em đi với ai em trai? Dạ em đi với lại chị đồng nghiệp. Chào chị Hồng Quanh, chào anh Quỳnh Linh. Em bạn của Linh cũng được, nói chung là mong hai người là cho nhau cơ hội. Vậy thôi đó hả, nó ngắn gọn lẻ vậy thôi đó. Dạ. Vậy okay. Thôi gọn vậy được rồi. Nhà gái đi với ai? Linh đi với ai? Hôm nay em đến là đi với mẹ của em và em trai ruột của em. Xin chào MC Quỳnh Linh. Xin chào MC Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Chào cháu trai. Tuyền là rất là hiền. Tính nhút nhát từ nhỏ giờ. Cháu trai bên này thì thấy cháu cũng hiền, cũng thấy cũng chuyển chạc, nói chung điềm đạm. Hai cháu cho nhau cơ hội đi để có thể tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn. Cảm ơn nhà gái. Anh nghĩ rằng là bên nhà trai thì có va chạm cuộc sống nhiều hơn, có trải nghiệm nhiều hơn, có vốn sống nhiều hơn. Bạn nên chủ động với cô gái bên kia, rất là hiền. Nào, mở rào. Bắt đầu đi Tấn Linh. Tặng quà. Rồi đứng lên nhận quà rồi mình tặng quà luôn nè. Tiền nè. Đầu tiên gặp mặt thì anh có một chút quà để tặng em. Tặng hoa thì có thể nó màu tàn mà mình không có xài được. Thì trong đây là anh có sô cô la. Dạ. Và một quyển sách. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Hôm nay cũng đến chương trình này em cũng có một phần quà nhỏ tặng anh. Em không biết, em chưa có quen yêu ai nên em không biết tặng gì, nên em nghĩ là sổ thì sẽ khi nào anh có cái suy nghĩ gì hay giống như viết nhật ký anh sẽ viết vào đây để anh nhớ tới em. Lâu lắm rồi anh mới nhận được quà, hơi xúc động xíu. Dạ. Lần đầu gặp thì anh thấy em hiền, đúng hiền, hiền từ mái tóc kia. Dạ. Không biết nói sao. Xin lỗi. Em là nhút nhát lắm, thành ra mình phải chủ động mình nói. Ra là anh cũng nhút nhát trong em. Thì khi mà anh nói chuyện với một á, anh hơi ngại. Bình thường á, là anh thích nghe người đối diện nói hơn, nghĩa là anh thích tâm sự. Dạ. Anh muốn nghe người khác tâm sự. Anh có cảm nhận như em về em vậy, thì em nhìn anh em cũng muốn nói một vài điều. Thì em thấy anh nhìn rất giống là nghệ sĩ ạ. Tóc với lại cái gương mặt của anh. Bây giờ cho xóa bỏ cái không khí căng thẳng này, Tấn Linh hát một bài tặng em gái trước đi. Anh hát một đoạn ngắn thôi. Đứng lên cho có hơi. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua. Yeah. Vẫn đôi sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Lỗi anh chứ. Lỗi em hát hồi vợ. Ừ, vậy là hay rồi đó anh. Bây giờ em trai em bước tới em nắm tay em gái. Rồi dạ. Em cứ nói cảm xúc của mình thôi. Lâu không có nắm tay. Bạn này chưa nắm bao giờ luôn, chứ không phải là lâu rồi. Rồi. Đưa tay ra. Dạ. Đây. Đó, đúng rồi. Hai tay đó. Ông mối là ông muốn vậy đó, lúc nào phải là hai tay. Mắt trọn vẹn. Nắm hai tay hả? Ồ. Nói một suy nghĩ về tương lai của mình như thế nào? Thì tương lai đơn giản thôi. Hai vợ chồng sống hạnh phúc và có hai đứa con. Yeah. Dạ, nhưng mà em đó là mình ước mơ. Em thì em muốn có thời gian tìm hiểu được nhau. Đúng rồi. Dạ, rồi sau đó chắc chắn về tình cảm, rồi kinh tế, rồi nhiều thứ khác nữa, mọi đúng thứ, rồi. Mối quan hệ nữa. Thì mình mới tiến xa hơn được anh. Đúng rồi. Bé này không, nó tùy, như tờ giấy tùy, trắng vậy đó. Cái đó, ra
Đúng rồi, Tuyền rất là đặc biệt. Ừ, nên phải dặn Tuyền đi. Ừ. Do em cũng chưa có mối tình nào hết á, chưa có thời gian tìm hiểu hẹn hò hay là không thích điểm gì hay là thích điểm gì ở bạn trai. Nên em cũng muốn tìm hiểu anh trong một thời gian nữa rồi mình mới tính đến chuyện xa hơn được không ạ? Được. Cô gái rất là hiền. Chưa bao giờ được một bó hoa của một bạn trai. Chưa bao giờ nghe một cái câu nói anh yêu em. Chưa bao giờ có được một nụ hôn trên má cả. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu chúng ta xem thật đây là một nửa manh ghép của mình thì nên bấm. Còn nếu không, chúng ta đừng bấm vì bất kỳ điều gì nha. Không cần hỏi ai cả. Ừ, hỏi bấm bóng má kìa. Chúng ta hỏi trái tim của mình rồi, đấy bạn. Bấm rồi, tôi nghe cái cạch là tôi biết bấm hỏi rồi. Hỏi má kìa. Thì hỏi má đó. Bởi vì á, ở đây á, là đứng lên, đứng lên, đứng lên. Chúng ta không cần, không phải là chúng ta phải thông qua má. Bởi vì á, nếu mà chúng ta không thật lòng, không yêu á, quen nhau một sự ép buộc rồi đó cũng không nên. Nắm tay đi. Phải làm theo con tim của mình mách bảo nha. Ừ. Nói với má đi, má ơi, bây giờ con thấy cảm xúc con sao? Ừ. Má ơi, bây giờ con thấy con cũng hơi vui vui rồi. Đó thấy không? Hơi vui vui. Hơi vui vui rồi. Má là muốn bấm đó. Má lúc nào cũng bấm từ đầu luôn rồi đó. Bây giờ là nói gì với bác gái đi. Bác đã cho cơ hội để con và Tiền có thời gian để tìm hiểu. Rồi bây giờ hôn hôn trên má bạn gái cái đi nè. Ừ. Xin phép má đi rồi. Dạ được không ạ? Được đó. Anh là ok. Dạ. Có mọc ốc không vậy? Dạ có không? Đó. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chúc hai bạn sẽ sớm chăm sóc mối tình này. Yeah. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, mình đi bên đây nè. Bảo vệ em gái nha. Chứ vậy... Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm, nói cái này em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Nhưng một tuần mình có khoảng, có nghĩ là mình ốp một người mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được. Đôi lúc gấp á thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bắn sữa luôn á. Mời nhà trai. Rồi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Hiền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Kiều Phong. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À, từ quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ, quận 1. Bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. À, dạ con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân. Ờ, ơi. Dễ thương. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ, điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt, họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Đàn ông sợ nước mắt lắm. Thôi bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi cái đi nè. À, điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng, vui vẻ, không có kén bạn. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Ờ, có đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. À, tại ai cũng biết mà. Ờ, vậy hả cô? Tại cô dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra đó mà. Vậy cô cũng giống con hả cô? Không biết bơi là mày mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà không biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Rồi, nhưng mà con có mấy mối tình rồi, Kiều Phong? À, hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ.
Rồi, rồi với tình thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm. Trời ơi, nhưng mà sao chia tay con? À, tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ, nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được. Thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi, những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu. Thành là nhớ quan tâm họ nha. Dạ, dạ, cái rút kinh nghiệm. Dạ. Còn con thì sao nè? Dạ, con thì cũng có hai mối tình. Một mối tình là năm cách đây 2016, quen cũng được hơn một năm, nhưng mà tại vì do xa, khoảng cách địa lý. Mối tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây. Bạn đó không có được quan tâm, với lại không có hiểu mình á. Nãy cô nói hay đó. Không? Và quan tâm người ta chia tay à? Dạ, ừ, chào con gái xinh đẹp. À, dễ thương. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à. Nữa thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon. Thế cha, sao tôi cảm nhận nghe, tôi cảm nhận tại nãy tôi đứng thấy lú đầu ra hàng rào luôn đó. Cao à, ngon à? Ừ, ngon à. Rồi, được cái gì nữa không con? Coi phải không? To, khỏe. Dạ, chào cô. Chào trời con. Dạ, chào cô. Đằng trai người ta cao ráo. Y chang gì mà có hình dung nè đó, y chang những gì có hình dung luôn á. Dạ. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó, thì cao bao nhiêu? Dạ, còn bằng con à, 6'7", 6'8". Rồi, thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì đàn ông hả con? Con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng đi im nghe. Hay là dạ, con nói? Con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Người ta nói ra thì nó cãi bướng, còn ta không nói thì sao không nói? Kỳ vậy. Làm sao để vừa làm phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho. Hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Bây giờ con nói cho cô Hùng biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu, rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ. Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con tính cái công việc của con cũng hay đi tiếp khách, thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai ra đó. Tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại, thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Còn về ngoại hình thì sao? À, ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ, con 1m91. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m5 rồi, con tính sao? Dạ, hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó, thì cao nhiêu? Dạ, còn bằng con à, 6'7", 6'8". Này, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nhá. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? À, dạ, con đi với mẹ con à. À, đâu? Dạ, chào chị. Nói chung nhìn con bé này dễ thương, thì chỉ có là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, ở nhà thì nó hiền lắm. Uống sữa không mà, thành dạ, nó hiền quá trời. Nó đi làm thì nó lanh chứ thường nó hiền lắm. Dạ, thành ra chị bé này thì rất là dễ thương. Chị nhìn chị thích lắm á. À, vậy là mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Okay. Rồi vậy con đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn con. Vâng, con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì Dung, đối với Dung thì thực sự là Dung rất là mít ức. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ giận dễ khóc lắm. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sống của Dung thì Dung có nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mỗi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung và đừng có vô tâm với Dung quá, tại vì những người trước thì hơi vô tâm với Dung nên làm bạn buồn hoài. Dạ. Rồi, giờ sao? Mở rào ha? Mở rào. Rồi, ông hô lên đi, cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở. Mở rào. Bắt đầu đi Phong. Bước qua luôn. Chào anh. Tấn công. Chào em với chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Rồi mình mở ra coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ, anh tặng cho em một cái ví. Ví màu đỏ, ở trong có tiền không con? Dạ, để con coi thử. Ít nhất bỏ 50 ngàn á. Chết con quên. Dạ, quên chưa, chưa bỏ gì hết. Vậy hả? Ok, rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha, 50 ngàn nha. Dạ, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu. Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong rồi con cho miếng đắng đập lại là sao con? Không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cô không có đắng lắm mà con. Dạ.
hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi coi. Dạ. Rồi, xứng lắm đó Linh. Cao ghê, bộ xứng ghê á. Thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chánh ha? Dạ, tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Dạ, mà thường thường là làm ca tối. À, làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Nhưng một tuần mình có khoảng, có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được. Đôi lúc gấp thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bắn sữa luôn á. À, em thường có hay đi du lịch không? Dạ lúc trước là có, nhưng mà dạo này thì hết rồi anh. Tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. À, thường đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ em thì em thích đi xe máy. Nhưng mà chưa có ai đi với em hết. Dạ xưa giờ là thì anh cũng rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Cái công việc của anh hiện tại á, thì anh làm bên quận nhất luôn ạ. À, đúng rồi, anh làm ở đường Lê Thánh Tôn. Mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên. À, cái đó chắc là bí mật hai chú Quyền Linh. Không có, phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc ngoài nội thì thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Mình gặp mình chỗ nào phun mưa đó, giữa trưa nắng mưa xối xả gì đó. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao? Thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. À, anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Vậy là có đúng cái kết luận anh là con thích hay không? À dạ, con thích à. Đó, thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em, em có cảm nhận gì về anh? Em thấy cảm nhận đầu tiên là em thấy anh có vẻ là người ấm áp. À, với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi. Là đúng rồi. Ủa? Còn rồi tiếp tới thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Chắc là được á. Đúng không? Dạ. Có quan tâm không? Dạ có. Khẳng định cho người ta biết. Dạ có cô. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm, nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Có làm nó cũng khóc rồi con ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm. Tất cả hướng mắt về phía trước. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con. Con nữ. Không thích nữ thì nhìn thôi. Kìa Dung. Dung nhìn lên đi Dung. Ủa nào. Đã. Nếu cảm giác đây rồi là xong, một người yêu tôi thương không của mình đếm thì mình bấm. Được rồi đó. Hai đứa đến nắm tay với nhau đi. Được rồi. Như vậy là nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. À, bây giờ xin phép hai bác đi Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc đó lợi, đó con. Đúng rồi. Dạ con cũng xin phép hai bác là cho con đặc quyền của con Dung cho con. Dễ thương hết sức ha. Bây giờ con móc tiền ra con bỏ vô bóp. Dạ, cái bóp con ở bên biên tập giữ. Biên tập phải chú cho mượn nè. Dạ, chú cho mượn. Còn ai nhớ trả nha. Có nhiều bỏ nhiều, bỏ vô bóp. 5.000 cũng được. Chú còn có 5.000 tội nghiệp. Chừng nào đám cưới trả lời chú nha. Coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con. Dạ cũng được chú. Trời ơi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9.000.000 đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Hãy nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Gặp cặp đôi thứ hai luôn đi. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp cặp đôi thứ hai. Hy vọng rằng sẽ vui như cặp đôi đầu tiên nha. Xin mời, mở đóng rào. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em, luồn cái tay ra sau á. Ôm ngang hông á. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ đúng rồi, em thích vậy. Trời, lãng mạn vậy. Được không? Được không chung? Dạ, cái đó là cây em thích. Cái đó là cây em thích. Em thích. Vậy là hay quá. Hai người này vậy là cùng sở thích rồi đó nha.
Mời nhà trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời bạn nam giới thiệu đi. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào tất cả mọi người trong khán đài. Em là Lê Trọng Trung, em năm nay 39 tuổi. Em làm nghề lái xe, sinh sống và làm việc thì tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, em xin. Trung 39 tuổi. Dạ. Xe gì vậy, Trung? Dạ, lái xe tải. Mời nhà gái. Dạ, chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn nam bên đó. Chào quý vị khán giả. Em họ Hương tên Mỹ, em 38 tuổi. Công việc? Công việc của em là tài xế luôn, em là lái xe. Ồ, vậy đó hả? Ồ, em lái xe ở đâu? Dạ, em chạy xe ở Sài Gòn này luôn. Nhưng mà trong cái giống như là xe của mình hay là taxi hay là công ty nào đó hay như thế nào? Dạ, xe của em. Ồ, vậy đó em hả? chạy dịch vụ, ngoài dịch vụ ra em còn chạy taxi công nghệ. Ờ, vậy đó hả? Rồi. Mà em chạy đường trường không hay gì? Dịch vụ em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Ồ, vậy hả? Em chạy xe đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Hay quá ha. Vậy là hai bạn có thể đi khắp nước được đó. Nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, em thì vui vẻ, hòa đồng, cũng biết yêu thương, cũng biết chia sẻ, biết lắng nghe. Em có thể chạy được rất là nhiều loại xe. Em bằng gì? Dạ, em dấu D. Dấu D hả? Cha dữ à. Dạ. Chàng trai dấu gì? Dạ, dấu C. Thua rồi. Ủa, dấu C, tôi dấu D hả? Thua dấu D. Trời phụ nữ ta dấu D. Dễ sợ không? Rồi giờ điểm yếu của mình là gì nè? Em không biết nấu ăn, với lại em rất là nam tính. Em... Trời ơi, chết rồi, run quá. Lái dấu đề là dữ rồi đó. Tôi thi dấu đề hoài không đậu đó. Cần ngủ nước không? Lại nước. Rồi bạn trai. Điểm mạnh của em thì nói chung là em là một người hiền. Em thì không có tứ đội tưởng. Em thì nói chung hát không hay nhưng mà thi thoảng vẫn hát. Hay hát đúng không? Dạ. Mà có thật xấu gì không Trung? Cũng có lúc cũng hơi hiền, quá hiền. Chào em. Em là chị. Ừ. Bên tôi á, chắc là lần đầu tiên tiếp xúc với một không khí như thế này. Vậy mà nói lái dấu đê. Thì đó, nhưng mà người ta quen trên cái tay lái rồi. Coi như đang ngồi lái xe đi. Cho nên người ta bị khó thở luôn á. Khó thở luôn hả? Còn nghiệp vậy? Ừ. Chúc nha, nếu mà gặp cái mà khó thở là mình sẵn mình làm y tế luôn nha. Dạ vâng. Hô hấp nhân tạo. Trời ơi, chào cô gái dấu đê. Ờ, đó. Tôi nghe dấu đê là tôi ấn tượng rồi đấy nha. Thường phụ nữ lái dấu bê tới dấu xê là hết rồi. Dạ, nhìn ngoài đường không sao, nhìn cây cối phong cảnh không sao, nhìn máy quay nó không máy quay không thoải mái. Dạ, máy quay mất hồn đúng thì không? Thì coi như máy quay là cây cỏ vậy đi. Tính tình của em là nam tính nè, rồi thì đó là em mạnh mẽ. Mạnh mẽ đúng rồi. Thật ra là ai bạn nam nào cũng thấy không có chở che được, với lại cũng hay dễ bị xúc động, coi phim hay đọc sách đọc báo hoặc là đi nhìn ngoài là ngoài xúc thấy động. Em dễ bị xúc động, em không thích bạo lực. Thật ra là nếu mà nhìn thấy mà cảnh bạo lực là em bị khó thở. Trường em đi. Có mấy mối tình rồi? Có mối tình đầu là em nhớ nhất 7 năm, nhưng mà tụi em ít gặp nhau lắm, tụi em toàn yêu xa, thật ra viết thư thôi mà. Trời ơi. Rồi còn mối tình thứ nhì nào không? Dạ, thứ nhì thứ ba thì cũng có nhưng mà không có được bao lâu ấy. Đại đa số là mấy bạn á là ghen với lại không thích gì đó mà không nói ra. Ví dụ nói đi đón em thì tới rồi, thì em tới đó rồi thì bạn nó tới mà không nói. Ví dụ bạn núp đâu đó thì bạn theo dõi em sao coi em đi với ai hay là mình gặp gỡ gì không, rồi sau đó bạn mới ra. Em không thích điều đó. Dạ, với là càm ràm hay càm ràm cái vấn đề gì mà qua rồi là thôi, em không thích nhắc lại mà mấy bạn cứ nhắc đi nhắc lại, em thích điều đó. Em như một cái mối tình 7 năm này không có gửi mail viết thư không vậy đó hả? Viết thư tay không à. Em có còn giữ thư không? Dạ còn. Vậy là còn yêu hả? Dạ không, em thích lưu giữ kỷ niệm. Bây giờ với những cái thư tình đó, ví dụ như bạn gái mà đưa cho em đọc, em có đọc không? Đọc. Dạ đọc chứ. Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà yêu mà đến mức sâu đậm thì chắc là chưa. Mới mém mém tí rồi đã. Mém mém tí hả? Vâng. Tức là khoảng bao nhiêu lâu, yêu bao nhiêu lâu? 3 đến 6 tháng. Trời ơi, yêu 6 tháng vậy đó. Không sâu đậm mà có hung gì chưa? Dạ chưa hôn ạ. Trời ơi, đàn trai chưa bao giờ hung cô gái nha. Hôm nay gia đình mình được của nha. Mình là... Bây giờ bên nhà gái cho đàn trai biết là bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên là em muốn là bạn phải cao 1m7 trở lên. Chắc cũng gần tới rồi. Với lại sạch sẽ, gọn gàng, với lại không có càm ràm. Ủa, bộ biết... em gặp đàn ông dơ ở dơ vậy lắm hả em?
không phải nhìn không phải dơ không dơ, nhưng mà em nhìn thấy mà tướng mà luộm thuộm em không thích anh ơi. Tức là không cần hàng hiệu nhưng mà nói chung là phải sạch sẽ thơm tho. Yên tâm người đàn ông bên đây mặc dù lái xe tải nhưng mà tưởng đâu lái S500 không Mercedes không. Dạ, chứ thêm nữa là phải biết yêu thương chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em luôn cái tay ra sau á, ôm ôm ngang hông á, trời ơi, là vậy nắm đó tay hả? Dạ đúng rồi, em thích vậy. Trời, lãng mạn vậy được không, được không Trung? Dạ cái đó là cái em thích đó. Cái đó là cái em thích. Em thích vậy là hay quá, hai người này vậy là cùng sở thích rồi đó nha. Phải nói chung là thật thà thẳng thắn á, đừng có nói vòng vo bắt suy nghĩ nhiều, em không rồi em không nghĩ được, không nghĩ được. Trung thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên nhà gái? Em thấy chắc đáp ứng 90%. Còn Trung, Trung muốn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Nói chung em thích những người phụ nữ không có nóng tính. Cô bên kia thấy cũng gọi là nhẹ nhàng lắm. Em có nóng tính không em gái? Dạ em nóng tính anh ơi. Nóng lên làm gì? Là em nói luôn, đôi khi em không có nhìn được cảm xúc của bên kia, em không thích gì là em nói liền luôn, em nói ngay luôn, em không có suy nghĩ, nhưng mà sau này nghĩ lại thì cũng thấy tội bên kia. Rồi gì nói chung? Nói chung là em thích những người phụ nữ là biết chăm lo gia đình. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình tiến tới nào. Nhà gái đi với ai? Em đi với má nuôi của em với lại mấy anh chị. Rồi xin mời nhà gái cho ý kiến ạ. Chào chú Linh và cô Hồng Giang. Chào các khán giả. Thì gái Mỹ tôi thì mạnh mẽ, cá tính nó thẳng thắn. Nhưng mà cho nên đó là tới bây giờ ba mấy chưa có lập gia đình. Còn về mà tại điểm tốt á thì gái tôi thấy nó vậy á, chứ nhưng mà nó có lòng nhân hậu lắm, thương người hòa đồng. Theo mẹ nãy giờ á thì mẹ thấy cậu này á thì ngoại hình thì cũng được, về mà nghề nghiệp á thì nó cũng phù hợp với lại con, thì bây giờ mẹ thấy tốt được. Rồi cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba của em. Kính chào Quyền Linh đẹp trai, kính chào Hồng Vân xinh gái, kính chào tất cả các vị khán giả. Tôi là ba đẻ ra Trung, nhưng mà nói về Trung á thì thực ra thì cũng được cái siêng làm mà cũng có rất nhiều cái tài vật, chịu khó của cũng có thể là nội trợ cũng tốt đấy, vì ở độc lập cũng nhiều rồi. Còn con về gái á, thì khỏe, công việc ổn định, xinh gái, điều kiện công việc có vẻ cũng tức là đi nhiều nơi nhiều chỗ thì chắc là kinh nghiệm, và đồng thời gia đình có thể cũng rất ổn. Người phụ nữ là người của gia đình mà tốt nữa. Hỏi thêm tức là cái nội trợ của con thì bây giờ cái hỗ trợ cái nội trợ làm sao? Đại đa số con ăn ở ngoài thôi, con không biết nấu ăn. Rồi lái xe mà. Rồi cái nghề giờ này cũng mệt, nghề này lái xe suốt rồi chắc đúng cũng rồi, có thời căng gian thẳng. Nói thực đâu thì cũng hợp cái thời này thôi. Còn cảm ơn khán giả rất nhiều. Rồi cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Nãy em nói em hát được đúng không? Dạ. Giờ mở ra rào ra là vừa tặng qua vừa hát luôn nha. Dạ. Hát bài gì vậy? Hát bài em quên cái tên. Trời ơi quên cái đề luôn hả? Em hát một đoạn trong bài hát là Tâm Hồn Sao Động. Rồi. Thôi mở rào. Có gì hô hấp nhân tạo nha. Dạ. Khó thở nữa nha. Khó thở là bên kia tao hô hấp ráng chịu đó. Dạ vâng. Bắt đầu tiến tới. Dạ chào anh. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Món quà dễ thương quá. Anh tặng em mà bông lan. Dạ. Anh xin hát một đoạn. Rồi hôm nay không là mưa, vòng tay em du anh làm thơ. Anh biết bây giờ, anh biết bây giờ anh đã yêu. Dạ hay quá. Mình tặng quà. Dạ em tặng anh cuốn sách với cái thiệp. Em hát tặng anh ấy một bài đi. Đến với chương trình em sẽ hát bài Vết Son Trên Áo. Khi đang ngồi chơi trong quán ăn, anh kêu rằng anh muốn đi mua một bao thuốc lá thơm. Bên ngôi chợ ngay góc đường, anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao thấy có những nét dối gian. Kìa son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em.
Kìa son môi trên áo anh, nhìn xem em không nói thêm, đã biết thế chớ trách sao em không yêu anh đâu. Vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu nha. Yeah. Chung ơi, Chung nắm tay đi, tại vì bạn này là tay bạn lạnh, bạn run dữ lắm. Nắm bây giờ tay đưa đi. Anh cầm cho. Đưa qua anh cầm coi. Dạ. Nắm hai tay cảm nhận lần đầu gặp cô gái vô đề làm sao? Nhìn thẳng đi. Em không biết nói gì đâu. Cảm nhận lần đầu tiên sao, nói đi. Nói chung lên đây thì thấy bạn gái thì nói chung mình cũng có một chút cảm tình ban đầu. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Thì nhìn em rất là xinh. Oh, cảm ơn anh. Tối nay mất ngủ rồi. Anh mong là mình sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Yeah. Nhìn thẳng vô mắt ảnh coi. Coi có tươm tất nè, sạch sẽ, gọn gàng nghe muốn không? Dạ, nói chung là cũng được. Được là sao, nói có được sao? Nhìn thì cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng đẹp trai. Nói chung là em thấy anh hiền, mà biết anh có hiền không? Anh có gia trưởng không? Anh thì không gia trưởng. Ok, vậy được rồi. Yêu em thì nói chung là cuộc sống của em với anh thì lúc nào ấy, trong nhà gia đình thì anh cũng mong rằng là mình luôn vun đắp tình yêu. Yeah. Vì nhau để sống làm sao mà cái được tạo được một cái gia đình hạnh phúc. Nói thế giờ anh có muốn có con gì cũng nói luôn đi. Anh mà đến được với em thì anh muốn thời gian nó ngắn một chút, muốn có baby liền. Vâng, đúng rồi. À, vậy em cũng muốn có baby liền. Nếu mà chúng mình cưới nhau thì có sinh 4 baby. Sinh 4 baby. Em thích con nít. Thật ra là nếu mà được thì mình đến với nhau thì mình sinh 4 baby, nếu không thì 3 đứa cũng được. Mỹ, em có áp lực không Mỹ? Bây giờ người ta là hàng còn nguyên thùng đó. Dạ không sao. Bây giờ trước khi về ghế ngồi, hai người thử ôm nhau một cái coi cảm xúc nó sao nào. Chung ôm. Ấm không? Ấm không? Ấm Mỹ. Còn cái tay qua gì đó. Cái tay qua eo đó không, em nói, tay... nói chừng nào đi á, đi đâu thì thử em thích là tay qua eo, cái vòng tay eo qua vậy này đó không đó, cái đó, là đúng, đúng rồi đó. Vậy là đi đâu đó được không Chung? Dạ được ạ. Cái dạ. Tim mình có sao động gì không? Dạ cũng quá sao động luôn. Mình hẹn hò làm sao, bởi vì người ở Vũng Tàu nha. Tại vì em có phương tiện cá nhân, thành ra là nếu mà muốn gặp thì cũng thể đi được, sắp xếp thời gian được, tại vì em là làm việc tự do. Hẹn hò thì nói chung anh thì sở trường là anh thích đi phượt. Dạ. Thích đi mô tô. Anh có có xe hả? Xe máy hay xe mô tô? Ok, em thì không có. Nếu mà đi du lịch, em thích đi du lịch. Em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi, nhưng mà đại đa số là em chở khách đi thôi, hoặc là đi với gia đình, chứ còn đi một mình là em không đi. Vậy bây giờ anh, em muốn anh chở nó đi. Dạ đúng rồi, bây giờ. Có giờ em chở người ta không à? Tại là lâu lắm rồi em cũng không có chạy gắn máy. Thật ra là bây giờ em cũng thích, cũng muốn có được cảm giác chạy gắn máy ở ngoài đường, dạo phố, cũng thích thế. Dạ. Vậy thì sao Chung? Sắp tới thì anh hy vọng là anh sẽ có cơ hội thì chở em đi chơi. Dạ, cảm ơn đi anh. Đi bằng mô tô thì anh chở thì em ôm anh, và nếu mà em chở thì anh sẽ ôm em. Ok, chắc chắn rồi. Thì nói chung thì bây giờ anh đang ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì anh cũng có nhà, có đất rồi. Thì nếu mà mình mà về thì có thể về Bà Rịa Vũng Tàu ở với anh. Dạ. Yeah. Dạ được anh, em về đó ở được. Tại ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng có người nhà em dưới đó nhiều lắm. Em gái của em ở đó, bé Út. À vậy, vậy khỏe rồi. Dạ. Để tay nút bấm đi. Để tay vô nút bấm đi, thấy được là bấm luôn, phải đếm luôn. Và đằng sau đó cơ cưng. Phải đếm luôn nha Linh nha. Đếm luôn nha, nè, 1 nè, 2 nè, 3. Bấm. Đấy, cạch cạch luôn. Thôi vô. Bây giờ chính thức rồi đó nha. Dạ. Anh thấy là Trung cũng hiền, mà thật sự em cũng là con gái phụ nữ, nói chứ cứng cáp chứ cũng yếu đuối lắm á. Khó thở. Dạ. Nụ hôn đầu tiên đó nha. Con xin phép má nuôi cho con được hôn Mỹ. Ôm chặt vô, mạnh vô. Bình. Rồi, Mỹ làm lại đi. Không, mạnh mẽ lên, bắt đầu hai bên luôn. Bên này nữa. Mới chán luôn. Để ôm nắm chặt tay nhau. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng
thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN, hạn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc hai bạn sớm về chung một nhà. Tôi khóa vô khó thở nè.